xe tải cũ chất lượng giá rẻ Thaco Lin 500B. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Hướng Dẫn Ô Tô. Và hôm nay em sẽ báo giá cho các bác một em sản phẩm Thaco Lin 500B. Và có thể nói thì dòng Thaco Lin 500B này đang được rất nhiều các bác ưa chuộng, tìm kiếm. Và từ bây giờ thì nhà em sẽ về rất là nhiều những mẫu, những dòng như này các bác nhá. Liên tục cập nhật những sản phẩm mới cho các bác. Nếu bác nào có thiện chí hãy alo ngay đến số điện thoại bên em trên màn hình. Em sẽ tư vấn các bác cặn kẽ và chi tiết hơn, và giúp các bác chọn được những chiếc xe tốt, phù hợp với giá tiền, với công việc của mình các bác nhá. Thì trước mặt các bác là một em Oli 500B, đời 2017, màu xanh. Xe rất là đẹp luôn các bác nhá. Điều hòa đầy đủ, em này thì chưa lót sàn. Và em xin báo giá luôn cho các bác, em này đang có giá tại hệ thống Chuẩn Ô Tô là 285 triệu các bác nhá. Đây, sẽ đi vào chi tiết cho các bác xem nhá. Đấy, thì tất cả về nội thất em này còn rất là đẹp, nội thất còn rất là mới và sáng nhá. Đây, các bác có thể nhìn thấy những phần tắp đi cửa này còn rất là mới luôn. Chưa? Đấy. Và những cái phần nội thất bên trong này, ghế ghiếc này, bàn thờ tắp lô này, rồi những cái phần trần đây còn rất là đẹp nha. Đời 2017 thì tất cả những cái phần này nó giữ còn rất là mới, nên các bác yên tâm, chủ xe thì họ chạy rất là giữ gìn. Nhìn cái chất xe rất là sáng và còn đẹp các bác. Đấy, tất cả thùng bệ này, thùng bệ còn rất là chắc chắn các bác nha. Lốp thì mới khoảng 85-90%. Đây là phần sắt xi và đây là phần sàn sống này các bác này. Đấy, các bác có thể thấy những phần sàn sống rất là phẳng và đẹp. Sắt xi còn nguyên bản, không hề bả ma tít cũng như là không nứt nát, dạn nứt gì cả nhá. Dòng Oli này thì nó chạy hàng rất là khỏe, đây là những cái phần xương xe, sắt xi. Đấy là các bác phải để ý nhá. Có chạy hàng khỏe lên họ sẽ tải rất là nhiều, nên có thể ảnh hưởng đến sắt xôn, sắt xi. Đấy, nên các bác đặc biệt để ý, và những chiếc xe ở đây thì đều còn rất là tốt các bác nhá. Đấy, các bác thấy những hồi lốp này cũng rất là đẹp này. Đấy, không phải lo nghĩ gì, cứ chạy thôi nhá. Thì rất đẹp luôn nha. Em này biển 90 nhá. Để cho các bác xem luôn phần. Đây, em này chưa lót sàn nhưng mà các bác có thể thấy hai bên thành thùng còn rất là đẹp và mới nhá. Đấy, em này chạy hàng mà rất là ít, và nếu mà không lót sàn mà còn giữ được cái sàn, các bác có thể thấy sàn như này rất là đẹp và ok các bác nhá. Chở rất là nhẹ luôn, chở rất là nhẹ, không ảnh hưởng gì đến sàn thùng cả, nên có khi là họ không lót. Đấy, hai bên thành thùng các bác thấy còn rất là đẹp mặt chất nhá. Đấy, một em Olin đời 2017 đã có trang bị điều hòa đầy đủ, máy móc đẹp tốt, cam kết cho các bác không đâm đụng ngập nước, màu xanh. Bác nào mà có thiện chí hãy alo ngay để số điện thoại bên em trên màn hình nha. Và nếu thấy hay hãy like và nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào tượng cái chuông để tiện theo dõi những video mới nhất từ bên em các bác nhá. Và không làm mất thời gian các bác nữa, cảm ơn các bác đã xem đến cuối video clip này. Chúc các bạn làm việc vui vẻ và hiệu quả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.